Hello, trong bài học sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về ngôn ngữ lập trình PHP. Thì uh, thứ nhất đó là chúng ta sẽ phải hiểu PHP đó là ngôn ngữ lập trình gì và nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì từ đó những cái bài học sau thì chúng ta sẽ học các cái kiến thức liên quan đến PHP thì nó sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ đi đúng theo cái lộ trình. Ok thì uh, PHP đó là một ngôn ngữ lập trình kịch bản phía server hay còn gọi là backend thì cái ngôn ngữ này dùng để phát triển các ứng dụng web và các bạn sẽ thấy là ở đây nó chỉ dừng lại ở ứng dụng web thôi nhé chúng ta sẽ không phát triển thêm được về ví dụ như các ứng dụng mobile ứng dụng desktop ok thì PSP thì hoạt động ở trên nhiều hệ điều hành khác nhau có thể các bạn có thể thấy là nó có thể chạy được trên Windows này trên Linux này Mac này nói chung là nó sẽ hoạt động ở trên rất nhiều hệ điều hành khác nhau và PSP ở đây đó là một ngôn ngữ lập trình bậc cao các bạn lưu ý nhé đây là ngôn ngữ lập trình bậc cao vì tất cả các cú các pháp của của nó rất là thoáng À, tiếp theo ở đây là psp thì dụ, sẽ tương thích với nhiều hệ quản trị cơ sở liệu khác nhau ví dụ như là mysql này mongodb này hoặc là sql server ngoài ra nó còn rất nhiều hệ quản trị cơ sở liệu nữa thì trong trong quá trình hướng dẫn các bạn học các bài học tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn thì, uh, psp nó là một cái mã nguồn mở đa nền tảng và nó hoàn toàn miễn phí các bạn lưu ý nhé nó là mã nguồn mở và nó miễn phí uh, những cái file PHP thì sẽ lưu ở dưới định dạng đó là tên file sau đó chấm pp và các cú pháp uh, PHP thì đặt trong uh, đặt trong cái cặp dấu như này. Uh, ok thì lát lát nữa mình lát nữa mình sẽ demo một cái đoạn code để uh, sau đó mình sẽ cho các bạn xem nó, nó đặt trong cái cặp dấu này như thế nào. Và tiếp theo các bạn lưu ý ở đây đó là với với PHP thì sẽ có rất là nhiều các cái framework, các CMS miễn phí và cộng đồng phát triển rất là lớn tại vì PHP này ra đời khá là lâu rồi. OK, thì um, bây giờ chúng chúng ta sẽ chạy, sẽ chạy thử một cái đoạn code php để các bạn xem là nó sẽ hoạt động như thế nào nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, mở một cái công cụ soạn thảo lên này. OK, để văn công cụ soạn thảo này thì um, sang các bài học sau thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Nếu mà bạn nào mà đã cài rồi thì các bạn có thể sử dụng luôn. Ngoài, ngoài ngoài ra thì các bạn sẽ cần cần phải cài một số cái những cái phần mềm để mình có thể mình tạo ra một cái server ảo để chúng ta có thể hoạt động được, chạy được php Ok nhá, thì ở đây thì mình đã cài sẵn một cái phần mềm rồi. cái ở đây mình đang sử dụng đó là em. Chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục ở trong www hoặc là các bạn dùng xem thì các bạn có thể tạo ở trong htdoc về cái phần các cái phần mềm mà tạo tạo sơ ảo này thì mình sẽ nói ở bài học sau nhé. Rồi ok thì ở đây các bạn sẽ tạo ra một cái file PHP thì chúng ta sẽ tạo ra một cái thư mục đó là welcome nhé. Rồi trong welcome này mình sẽ tạo ra một cái, một cái đó là index đi. Rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái như này. Ok thì với các bạn mà đã học Frontend rồi thì ở đây thì các bạn hoàn toàn có thể gõ các cái mã HTML vào đây đúng không? Ok, thế nếu bạn nào mà chưa học Frontend thì các bạn sẽ phải xem lại nhé. Rồi ok, thì ở đây chúng ta sẽ là HTML như này. Đó, đây chúng ta title đúng không? ví dụ như là bài học đầu tiên vt ok thì ở đây chúng ta sẽ phải có một cái meta charset để chúng ta sẽ là cho cái trang web này nó hiển thị nội dung tiếng việt ở đây chúng ta sẽ có body này nó như này được chưa? ok thì các bạn lưu ý nhé, đó là Uh, cái file uh, tất cả những cái đoạn code pp thì sẽ hiển thị ở đây Tuy nhiên ở đây chúng ta chưa có um, uh, đoạn code pp nào đúng không? Chúng ta sẽ, uh, giả sử mình sẽ đưa một mã tml, ví dụ như là học lập trình Unicode, uh, như này được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chạy nhé uh, Nếu các bạn muốn chạy các bạn sẽ load, uh, chúng ta sẽ phải truy cập vào dưới local localhost nhé Uh, riêng với PHP thì các bạn không thể nào mở trực tiếp file PHP được nhé Chúng ta không thể mở trực tiếp file PHP trên trình duyệt được nhé Giống như HTML nhé Với HTML các bạn hoàn toàn có thể mở được Bởi vì uh, PHP này là cái ngôn ngữ chạy ở phía chạy ở phía server mà đúng không Ok thì uh, uh, thì nó sẽ phải chạy thông qua web server nhé Các bạn lưu ý điều đó Rồi đây chúng ta sẽ mở này Ok thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chạy Nó hiển thị ra cái, một cái đoạn văn bản như này đúng không OK, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành việc là chúng ta sẽ đưa một cái mã PHP vào. ở đây chúng ta sẽ làm như sau. Ờ, chúng ta sẽ phải có cú pháp như này nhé. đây, đó. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ có mở PHP và chúng ta có đóng PHP thì ở bên trong này chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ viết các cái câu lệnh PHP ở đây. Ví dụ mình sẽ viết in ra cái dòng chữ như lúc nãy nhé. ở đây chúng ta sẽ in ra một cái HTML như này được chưa? ở đây chúng ta sẽ để nó là học lập trình tại Unicode. trình tại Unicode như này được chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chạy nhé. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn hiển thị kết quả ta như vậy đúng không? Bây giờ chúng ta có thể vào chuột phải này, chúng ta vào view page này. Đó các bạn sẽ thấy là nó vẫn in ra cái thẻ P như này, được chưa? Rồi ok, thì với PP các bạn sẽ lưu ý giúp mình một chút nhé. Đó là uh, đây mình sẽ cái cái phần này nhá. Nếu mà chúng ta muốn viết HTML ra bên ngoài PHP thì chúng ta sẽ phải được thực hiện việc đóng PHP lại nhé. ví dụ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy bên dưới nên nó có một cái thẻ body này, đây là thẻ HTML đúng không? rồi bây giờ nếu mà chúng ta không thực hiện đóng thẻ như này thì lập tức là chỗ này chúng ta sẽ bị lỗi nhé. đây sẽ, sẽ chạy thử này, đó các bạn sẽ thấy nó lỗi syntax, lỗi về cú pháp được chưa? thì cả vậy à, với với một cái file PHP chúng ta muốn viết HTML ngoài các câu lệnh PHP thì chúng ta sẽ phải đóng thẻ PHP vào được chưa? rồi chúng ta sẽ có một trường hợp tiếp theo đó là mình mình giả sử đó là đó là trong cái file của chúng ta nó không html như này nó chỉ có các câu lệnh pp thôi thì các bạn lưu ý nhé chúng ta sẽ thực hiện việc là mở thẻ pp như này thôi đó và chúng ta không cần đóng thẻ nhé đó. ví dụ ở ở trong này chúng ta sẽ chỉ có là liên quan đến các cái đoạn text như này đúng không ví dụ như là học lập trình tại học lập trình này đó. ví dụ bên bên dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái echo đó nhé ví dụ như là h 2 ví dụ như là học pp kể cả như vậy đi ok thì chúng ta sẽ thấy ở đây nó chỉ có các câu lệnh pp đúng không đó. ok thì chúng ta làm chúng ta viết như này thì chúng ta sẽ không nhất thiết là chúng ta sẽ phải đóng thẻ các bạn đóng thẻ cũng không có vấn đề gì cả tuy nhiên là uh, sau này chúng ta thử học đến các kiến thức ở về, về phía sau nhé thì chúng ta sẽ thấy này đó là việc chúng ta đóng thẻ nhé sau đó chúng ta sẽ có dấu cách này hoặc chúng ta enter xuống như này thì khi mà chúng ta chạy trên web server thì nó sẽ sinh ra một số những cái lỗi ví dụ như là có thể liên quan đến phần cookie này thì sau này chúng ta sẽ học này thì, thì thì các bạn sẽ thấy là những cái lỗi nhỏ và những cái lỗi đó thì chúng ta không mong muốn chính vì như thế cho nên là khi mà các bạn xác định các bạn viết mà nó không có html hoặc là ở tức là ở bên dưới cái câu lệnh cuối cùng các bạn viết này không không có html hoặc là không hoặc là không có sử dụng các cái cú pháp khác ngoài php nữa thì chúng ta sẽ không nhất thiết này các bạn lấy nhé không nhất thiết chúng ta phải đóng thẻ lại nhé chúng ta cứ mở thẻ để, để như này thì cái chương trình của ta vẫn chạy bình thường mà nó không xảy ra bất kỳ một cái lỗi gì cả đó thì các bạn lưu ý điều đó cho mình rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một cái nội dung tiếp theo nhé thì ở đây chúng ta sẽ phải hiểu và hiểu rõ là bản chất ngũ lập trình PHP đó là như thế nào các bạn nhìn vào cái sơ đồ như sau thì uh, cái cột bên trái của mình đây là browser. Uh, cái này các bạn sẽ có thể tạm hiểu nó chính là phần frontend. Được chưa? Và ở đây thì các bạn sẽ thấy đây, đây là, đó là phần server. Cái phần server của chúng ta thì nó chính là phần backend. Chính là chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ PHP đó. Rồi, và các bạn sẽ thấy điều này nhá, đó là với frontend và backend đấy uh, nó sẽ giao tiếp với nhau thông nó sẽ giao tiếp với nhau thông qua một cái phương thức đó là HTTP các bạn lưu ý nhé nó sẽ giao tiếp với nhau thông qua phương thức http nếu mà không http thì hai thì giữa front end và back end sẽ không thể giao tiếp với nhau được nó giống như kiểu nó sẽ có một ngôn ngữ chung nữa nó có một ngôn ngữ chung để nó có thể giao tiếp được với nhau ok thì ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem một cái một cái phần thực tế luôn có nghe là mình sẽ truy cập trực tiếp vào một cái website có sẵn ở trên internet sau đó mình sẽ phân tích xem là cái request của nó sẽ như thế nào các bạn nhìn vào sơ đồ ở đây thì các bạn sẽ thấy đó là uh, khi khi mà có request từ browser, nghe là từ frontend thì lúc đó thì nó sẽ thông qua cái giao thức HTTP, nó sẽ gửi một cái request lên server được chưa? Và server này sẽ nh nh tiếp nhận yêu cầu. Và sau khi server tiếp nhận yêu cầu xong thì nó sẽ thực hiện việc là truy vấn đến cơ sở dữ liệu. Bởi vì chúng ta học PHP ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải gắn với cơ sở dữ liệu. Nó thực hiện việc truy vấn với cơ sở dữ liệu và sau đó thì nó sẽ trả về được chưa? Nó từ server nhé, nó sẽ trả về frontend cũng thông qua giao thức HTTP và cái này nó gọi là HTTP response và cụ thể ở đây đó là nó sẽ trả về các cái mã HTML được chưa? Tuy nhiên là không phải trường hợp nào nó cũng trả về HT, mã HTML nhá sẽ có những cái trường hợp nó sẽ trả về dưới dạng text này hoặc là dưới dạng một cái định dạng nó là JSON ví dụ bạn nào đã học bên JavaScript rồi thì các bạn sẽ biết là đó là nó sẽ có một cái kiểu đó kiểu dữ liệu đó là kiểu JSON nó thực về thực chất thì nó chính là kiểu chuỗi thôi rồi ok thì ở đây chúng ta sẽ xem một cái website cụ thể nhé các bạn sẽ giả, giả sử mình sẽ vào một website như thế này rồi, các bạn có thể check bất kỳ một website nào ở đây chúng ta sẽ chuột phải nhé chúng ta chọn inspect e này hoặc là các bạn có thể bấm phim F12 nhé rồi ở đây thì các bạn sẽ bấm giúp mình vào một cái tab là tab network như này được chưa Ok bây giờ chúng ta sẽ thực hiện việc loát lại nhé để chúng ta xem các cái request này nó sẽ chạy như thế nào chúng ta sẽ kéo cái này rộng lên một chút này Ok ở đây thì các bạn sẽ Uh, check giúp mình vào cái tab là ôn nhé đó để chúng ta xem tất cả rồi chúng ta kéo lên trên cùng nhé các bạn kéo thanh cuộn lên trên cùng này đó các bạn bấm vào đúng cái cái tên miền của mình luôn nhé rồi và các bạn sẽ nhìn thấy các cái request ở đây đây mình sẽ kéo cái này rộng lên một chút này ok chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây uh, cái phần đầu tiên đó là đồ các bạn sẽ thấy được các cái thông tin đây, chúng ta sẽ nhìn thấy thông tin uh, các cái request này, phương thức này đúng không? Có nghĩa là nó sẽ gửi như thế nào? Uh, sợ cái trạng thái, gì chưa? Cái trạng thái đây là cái trạng thái này là thành công nhé. Đó. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó là khi khi mà cái request nó gửi được gửi lên server nhé các bạn sẽ để ý ở đây nhé thì nó sẽ đi kèm các cái thông tin thì nó gọi đây là đó là request header các cái thông tin đi kèm nó sẽ gửi lên đúng không đó và sau khi bên server nó xử lý xong thì nó sẽ trả về cho mình một cái đó là Redpon cái Redpon thì chúng ta sẽ xem ở tab bên tab Redpon đây này nhé nó chúng ta sẽ thấy ở đây nó có các cái mã TBL ở đây đúng không đó đây chính là cái Redpon nó trả về ở bên server trả về trong cái và trình duyệt sẽ có uh, nhiệm vụ đó là nó sẽ đọc cái mã TBL này và nó hiển thị ra cái giao diện như thế này để cho người dùng họ nhìn thấy được chưa nếu bạn nào đã uh, uh, qua phần online rồi thì các bạn uh, hiểu rõ rất rõ, rõ, rõ điều này. Tuy nhiên các bạn học ở bên phần online thì các bạn chỉ biết rằng là với phần online thì chúng ta tất cả các cái mã html này chúng ta sẽ nó sẽ là những cái phần uh, dữ liệu tĩnh có nghĩa là chúng ta sẽ gõ vào trong cái file chấm html ấy. đó thì ở, tuy nhiên ở đây nó khác một chút đó là các cái dữ liệu tĩnh đó mình không phải là gõ vào trong file html nữa mà nó sẽ đổ từ bên trên trên, trên server về từ ngôn ngữ PHP về nó thì các bạn uh, thấy rõ cái điều đó rồi OK bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp ở bên header này nhá và khi mà nó trả về response thì nó cũng sẽ đi kèm các cái dữ liệu liên quan thì ở đây chúng ta sẽ có các cái thông tin cái thì, thì nó sẽ nằm ở phần response header các bạn nhìn thấy các thông tin ở đây đúng không? đó OK thì cụ thể những cái này thì ý nghĩa của nó là gì thì chúng ta sẽ học ở những phần sau thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn rồi ok thì ở đây đó chính là một cái mô hình để giúp chúng ta đó là cái giữa frontend và backend nó sẽ giao tự nó sẽ làm việc với nhau như thế nào và cái quy trình làm việc của nó như thế nào thì chúng ta hiểu rõ được cái bản chất của ngôn ngữ lập trình PHP. Ok. Đó, chúng ta sẽ thấy ở đây, đây là request thực tế đúng không? Rồi ok. À, tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ lưu ý đó là khi khi mà các bạn làm một website hoặc chúng ta làm một cái sản phẩm nào đó liên quan đến PHP thì các bạn sẽ cần phải xem cái sơ đồ như sau. Ờ, thứ nhất, đó là trong một website của chúng ta thì nó sẽ có hai phần. Phần đầu tiên đó là Frontend. Cái phần Frontend ở đây chính là cái giao diện dành cho người dùng các bạn lưu ý nhé. Frontend ở đây chính là giao diện dành cho người dùng. Thì cái phần giao diện cho dành cho người dùng này thì chúng ta sẽ có những cái chức năng như sau. Thứ nhất, đó là thực hiện việc truy vấn dữ liệu. Truy vấn dữ liệu cụ thể ở đây đó là gì? các bạn nhìn thấy tất cả, ví dụ các bạn vào website này các bạn sẽ nhìn thấy tất cả dữ liệu nó ở đây đúng không rồi vậy cái việc mà nó hiển thị ra đây thì nó sẽ phải thông qua một công việc đó là truy vấn thì công việc truy vấn này thì ở thì nó nằm ở cái này là giao diện cho những người dùng mà thì cái phần đó chính là phần for non -page. vậy nó truy vấn ở đâu thì cái truy vấn này vẫn sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP nhé truy việc truy vấn này vẫn sử dụng PHP để chúng ta truy vấn vào trong cái sở dữ liệu và nó sẽ là, nó hiển thị ra phần for non -page tiếp theo ở đây thì nó sẽ có về frontend sau khi chúng ta truy vấn có dữ liệu xong chúng ta sẽ phải thực hiện việc là ghép vào các cái thẻ html tương ứng và gọi các file css các file js vào để chúng ta hiển thị lên một cái giao diện cho người dùng họ nhìn thấy nó rõ ràng chứ không phải là một đoạn tách thuần đúng chưa? đó thì các bạn lưu ý điều đó tiếp theo ở đây đó là nó sẽ có thêm các công việc thêm sửa xóa dữ liệu thêm sửa xóa dữ liệu này chính là cái công việc chúng ta sẽ thêm dữ liệu và cơ sở liệu sửa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với các website mà nó chỉ có phần đọc như thế này thì các bạn sẽ không nhìn thấy điều đó tuy nhiên với các website mà nó có tính năng ví dụ như là đặt hàng đăng ký đúng không hoặc là gửi liên hệ có nghĩa là gửi một cái form liên hệ thì những cái chức năng năng đó thì vẫn ví dụ như chúng ta gửi liên hệ là thêm chúng ta thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu đúng không chúng ta đặt hàng thì chúng ta có thêm chúng ta có sửa được chưa chúng ta có cả xem Ngoài ra chúng ta có cả xóa, xóa đơn hàng mà, đúng không? Đó, đấy là một uh, đó là qua đó thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái front page này tác dụng nó là gì. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến một cái phần nữa, đó là phần back page. Back page này chính là cái trang dành cho người quản trị các bạn lưu ý nhé Back page ở đây là trang dành cho người quản trị. Và trong back page này thì các thao tác chủ yếu sẽ là thêm, sửa, xóa dữ liệu. Bởi vì ở ở bên người quản trị chúng ta sẽ phải thêm sửa chúng ta phải đưa dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu để bên front page sẽ lấy nó ra, được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ công việc chính sẽ là thêm sửa xóa dữ liệu này. Ngoài ra chúng ta sẽ vẫn có cái việc đó là xử lý truy vấn. Trước khi chúng ta sửa dữ liệu, chúng ta xóa dữ liệu, chúng ta sẽ phải hiển thị được cái dữ liệu đã thêm đúng không? Thì ở đó chúng ta sẽ phải có một công việc đó thực hiện việc truy vấn nữa. Và ngoài ra chúng ta cũng sẽ phải có end. for Forranet ở đây chính là cái giao diện của trang quản trị. Có nghĩa là kể cả for front, front page, hay là Backpage chúng ta vẫn đều phải có phần nên đấy là cái giao diện nhờ dành cho quản trị. Tuy nhiên giao diện của bên Backpage nó sẽ đơn giản hơn một chút, tại vì đa số của nó sẽ là dưới dạng là các cái form và các cái bảng, các cái thay bố ấy, nó. Và ngoài ra các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái lưu trữ dữ liệu chung, đó chính là cơ sở dữ liệu. Có nghĩa là phần Donpet và Backpage sẽ sử dụng chung một cơ sở dữ liệu, được chưa? Và chúng ta cứ lấy cái dữ liệu ở trong phần cơ sở dữ liệu này ra để chúng ta một chúng ta thêm vào, sửa, xóa hoặc là lấy ra. Đó. Đấy là về cái mô hình và cái quy trình để chúng ta làm một cái sản phẩm sử dụng là trình PP là như vậy. Rồi ok. Thì với cái bài học đầu tiên này thì các bạn cũng đã hiểu rõ được là PP nó là gì, nó hoạt động như thế nào, về bản chất của nó là như thế nào. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp theo.